Chào mừng bạn đã đến với YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Với nhu cầu chơi game càng ngày càng tăng cao thì hôm nay mình sẽ có một video để có thể tư vấn cho các bạn về việc lựa chọn giữa hai chiếc máy iPhone 7 Plus và S9 Plus để xem là ở phân khúc tầm giá từ khoảng hơn 7 triệu cho tới 8 triệu thì chúng ta nên lựa chọn chiếc máy nào để có thể có những cái trải nghiệm chơi game tốt nhất. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu video ngay bây giờ. Như bắt đầu mình đã nói rõ rồi, do đây là một video để chúng ta chọn ra được một chiếc smartphone chơi game tốt hơn nên những cái yếu tố phụ như là về camera, các thứ thì mình sẽ không đề cập tới, mà mình sẽ đề cập đến những cái yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game của chúng ta. Thì nó sẽ có 3 yếu tố chính, đấy chính là hệ điều hành cấu hình, chúng ta sẽ có yếu tố về màn hình và chúng ta sẽ có yếu tố về thời lượng sử dụng pin. Về hệ điều hành cũng như là cấu hình đi, thì do đây là hai chiếc máy đến từ hai nhà sản xuất khác nhau và cũng như là nó được tối ưu trên hai điều hành khác nhau nên chúng ta sẽ có sự phân biệt cực kỳ rõ ràng ở đây. Thứ nhất, với chiếc Samsung Galaxy S9 cộng thì chúng ta sẽ có con chip là Exynos 9810, chúng ta có 6GB 64GB nhớ trong và được chạy trên hệ điều hành Android 9.0. Còn với chiếc iPhone 7 Plus của mình thì tất nhiên nó sẽ được sở hữu một con chip Apple A10 Fusion, chúng ta sẽ có 3GB và hiện tại nó đang được chạy trên hệ điều hành iOS 12.3.1. Với những chiếc máy iPhone đến từ nhà Apple và được sở hữu hệ điều hành iOS thì từ trước đến nay các bạn luôn có một cái suy nghĩ rằng là với những chiếc máy này luôn luôn được tối ưu hóa cực kỳ tốt để giúp cho chiếc máy vận hành trơn tru, mượt mà và tốt nhất khi chúng ta trải nghiệm game. Nhưng hiệu năng của chiếc iPhone 7 Plus với con chip Apple A10 Fusion và được tối ưu bởi cái hệ điều hành iOS 12.3.1 hiện tại thì mình thấy nó đã bắt đầu xuống cấp và nó đã yếu hơn rõ rệt khi mà so sánh với những trải nghiệm chơi game trên cái chiếc Samsung Galaxy S9 cộng mà mình đã có ở đây. Cụ thể là như thế nào? Thứ nhất, khi mình vào trong tựa game Liên Quân Mobile thì các bạn biết rằng là tựa game Liên Quân Mobile hiện nay đã có một phiên bản update mới, đấy là Chiến Trường 3.0, và nó cũng sẽ mang lại cho chúng ta một số cái thiết lập, một số cái setting mới ở trong đây thì mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Thứ nhất, khi mà mình mở setting ở trên cái chiếc iPhone 7 Plus này lên, cùng với đấy thì mình sẽ mở trên chiếc Samsung Galaxy S9 cộng, nó đang hơi nhiều thông báo. Thì các bạn sẽ thấy ở phần chất lượng hình ảnh này thì chúng ta đã có thêm một cái mốc mới, đấy là ở độ phân giải HD. Trong khi đó thì nếu như ở cái phiên bản cũ nó sẽ chỉ có tới cao là max. Như vậy thì nếu như ở phiên bản cũ chiếc iPhone 7 Plus này có thể mở lên được max setting, chúng ta có thể mở lên được 60fps và mở max tất cả. Nhưng ở trên phiên bản mới này, nếu như chúng ta kéo lên cái HD ở trên iPhone 7 Plus thì nó sẽ hiện lên thông báo: rất tiếc, cấu hình điện thoại của bạn đã không đủ đáp ứng cho thiết lập đồ họa mới này. Điều này đồng nghĩa với việc là các bạn sẽ không có những trải nghiệm là tuyệt vời nhất, là cao nhất, là tốt nhất ở trong cái tựa game Liên Quân Mobile. Như vậy nó đã đuối ở phần cấu hình so với Samsung Galaxy S9 cộng. Cái tựa game thứ hai mà mình muốn so ở trong cái video này, đấy là game PUBG Mobile. Thì đây, mình đã vào được trong tựa game PUBG Mobile. Bây giờ mình sẽ mở tiếp cái phần setting để cho các bạn xem về thiết lập đồ họa giữa hai chiếc máy này. Đầu tiên, đây, khi mà mình để nó xuống mượt thì trên chiếc iPhone 7 Plus nó sẽ chỉ mở cái độ mượt được là cực cao. Trong khi đó thì cái chiếc Samsung Galaxy S9 cộng chúng ta có thể mở lên được cực độ. Còn nếu như các bạn mở lên HDR trên chiếc iPhone 7 cộng, 7 Plus thì các bạn sẽ chỉ mở được cái FPS là cao. Còn với cái thiết lập HDR trên chiếc Samsung Galaxy S9 cộng, nó sẽ mở lên được cực cao. Điều này đồng nghĩa với việc trong tất cả những mức setting thì chiếc Samsung Galaxy S9 Plus nó luôn luôn mang lại chúng ta một cái độ mượt là tốt hơn so với chiếc iPhone 7 cộng. Và trong cái trải nghiệm mà mình chơi game 3-4 trận trên chiếc Samsung Galaxy S9 cộng và trên cái chiếc iPhone 7 cộng này thì cái độ ổn định của hai chiếc máy nó đều là tương đồng với nhau, không xảy ra hiện tượng giật và lag quá nhiều trên cái chiếc máy khiến cho các bạn khó chịu trong quá trình chơi. Và có một điểm nữa mà các bạn cần lưu ý, đấy là nhiệt lượng tỏa ra trên chiếc iPhone 7 Plus mình cảm thấy là nhiều hơn, nó nóng hơn hẳn so với chiếc Samsung Galaxy S9 cộng. Nên ở phần cấu hình, hiệu năng cũng như là về phần trải nghiệm, phần tối ưu ở trên hệ điều hành thì mình đánh giá là Samsung Galaxy S9 cộng nó làm tốt hơn so với iPhone 7 cộng. Cấu hình thì chiếc Samsung Galaxy S9 cộng nó đã mang lại cho chúng ta những trải nghiệm tốt hơn rồi, thì màn hình mình cũng phải nói rằng Samsung Galaxy S9 cộng nó làm tốt hơn hẳn so với iPhone 7 cộng, khi mà chúng ta sẽ có màn hình với độ phân giải 2K, kích thước lớn lên tới 6.2 cùng tỷ lệ mới là 18.59, tấm nền Super AMOLED mang lại cho các bạn một độ tương phản rộng cũng như là chúng ta sẽ có màu sắc nịnh mắt, nên là khi các bạn có chơi game hay là xem phim trên màn hình của Samsung Galaxy S9 cộng các bạn đều có những trải nghiệm tuyệt vời. Còn với iPhone 7 cộng thì chúng ta sẽ chỉ có một cái màn hình với kích thước là 5.5 inch cùng cái tỷ lệ thường đấy là 16:9. Thêm nữa thì màn hình này cũng sẽ chỉ có tấm nền IPS mang lại màu sắc nó trung thực, nhưng mà nó sẽ không hỗ trợ cho các bạn HDR, nên là trong cái tựa game PUBG Mobile nó cũng tỏ ra yếu thế hơn so với màn hình của Samsung Galaxy S9 cộng, nên ở yếu tố thứ hai nó lại thua tiếp. Yếu tố thứ ba đấy là về thời lượng sử dụng pin, thì cái chiếc iPhone 7 cộng này chúng ta sẽ có quả pin là xấp xỉ gần 3000 mAh, trong khi đó thì quả pin của Samsung Galaxy S9 cộng nó sẽ là 3500 mAh. Nếu như xét về cái khoảng thời gian pin chờ thì iPhone 7 cộng nó tất nhiên sẽ làm tốt hơn so với Samsung Galaxy S9 cộng. Thế nhưng nếu như để mà so
về thời gian sử dụng pin để có thể chơi game, thì mình đánh giá là cái chiếc Samsung Galaxy S9 cộng nó cho các bạn một cái khoảng thời gian sử dụng là tốt hơn, lâu hơn để cho các bạn có thể chơi game dài hơn trên nó. Như vậy là ở cả phần pin này nữa thì Samsung Galaxy S9 cộng nó cũng tỏ ra là nhỉnh hơn so với iPhone 7 cộng. Và thêm nữa thì Samsung Galaxy S9 cộng nó cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn sạc nhanh, để khi mà chiếc máy có hết pin các bạn cũng có thể sạc đầy pin nhanh chóng để có thể tiếp tục chiến game. Như vậy qua video của mình thì các bạn đã thấy rằng là nếu như ở khúc tầm giá 7 triệu rưỡi cho đến 8 triệu mà các bạn đang phân vân giữa S9 cộng và iPhone 7 cộng chọn máy nào để chơi game tốt hơn, thì tốt nhất các bạn lựa chọn chiếc Samsung Galaxy S9 cộng cho mình. Và các bạn cảm thấy thích đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.